Awit TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 6 tháng 2. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 6 tháng 2 năm 1911 là ngày sinh của Ronald Reagan. Ông là diễn viên và chính trị gia người Mỹ. Ông là Tổng thống Hoa Kỳ. Nhà văn Kim Dung, ông sinh ngày 6 tháng 2 năm 1924. Ông là một trong những nhà văn có tầm ảnh hưởng nhất đến văn học Trung Quốc hiện đại. Ông còn là người đồng sáng lập của nhật báo Hồng Kông Minh Báo. Các tiểu thuyết tiêu biểu của ông gồm Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Tuyết sơn phi hồ, Ỷ thiên đồ long ký, Cô gái đồ long, Thiên long bát bộ, Hiệp khách hành, Tiếu ngạo giang hồ và Lộc đỉnh ký. Các tác phẩm của ông đã đến tay độc giả tại Trung Hoa đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, châu Á và dịch ra tiếng Việt và các ngôn ngữ khác trên toàn thế giới. Ngoài ra còn được chuyển thể thành phim truyền hình và trò chơi điện tử. Ngày 6 tháng 2 năm 1945 cũng là ngày sinh của Bob Marley. Ông là ca sĩ, tay trống người Jamaica, Mỹ, là người tiên phong ở dòng nhạc reggae và được vinh danh trên đại sảnh danh vọng rock and roll sau khi mất. Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Pháp gốc Israel, Yael, cô sinh ngày 6 tháng 2 năm 1978. Cũng vào ngày này năm 1982 là ngày sinh của Alice Eve, nữ ca sĩ người Anh. Cũng vào ngày này năm 1983 là ngày sinh của Jamie Winkup. Anh là một tay đua xe chuyên nghiệp người Úc thi đấu ở giải vô địch siêu xe. Ngày mất của ai? Ngày 6 tháng 2 năm 1986 là ngày mất của Minoru Yamasaki. Ông là kiến trúc sư người Mỹ, là người thiết kế ra trung tâm thương mại thế giới. Sự kiện. Vào ngày này năm 1840, đại diện của Anh quốc và các tổ trưởng Maori ký kết hiệp định Waitangi, thiết lập New Zealand là thuộc địa của Anh quốc. 8 cầu thủ của Manchester United FC và 15 hành khách khác thiệt mạng trong thảm họa hàng không Munich vào ngày 6 tháng 2 năm 1958. Sân bay quốc gia Washington được đổi tên thành sân bay Ronald Reagan Washington vào ngày 6 tháng 2 năm 1998. Vào ngày này năm 2018, Falcon Heavy của SpaceX, tên lửa đẩy siêu nặng có thể tái sử dụng, thực hiện chuyến bay đầu tiên. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.